Trong khi đó, tại Vĩnh Long thì giá ổi đã giảm 2.000 đồng một kg so với thời điểm cách đây một tuần. Cụ thể, ổi lê đang được thương lái thu mua với giá là 11.000 đồng một kg, ổi nữ hoàng là 14.000 đồng một kg. Theo người trồng ổi thì chi phí làm ra 1 kg ổi khoảng 3.000 đến 4.000 đồng. Với giá bán hiện nay, nhà vườn còn lời từ 8.000 đến 10.000 đồng một kg sau khi trừ chi phí. Ổi là loại cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp. Sau khi trồng khoảng 18 tháng là cho thu hoạch.